Rồi, ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Đây là viên pin OEM Dust 2024 hay anh em. Và viên pin này rất là đặc biệt. Mình sẽ show cho anh em xem ngay bây giờ, coi nó có cái điều gì đặc biệt ha. Rồi, ok anh em, thì cái viên pin OEM này, Dust của nó 2024, và nó đang được phân phối bởi một cái đơn vị phân phối rất là lớn, rất là nổi tiếng ở trên Shopee, thẳng luôn là ở trên Shopee nha. Và cái shop này nó bán được rất là nhiều cái những cái viên pin OEM này, nó bán thời viên pin OEM này mới ra mắt. Và đây là viên pin mới nhất Dust 2024 của cái shop này đang bán. Và shop này thì mình xin giấu tên và xin che thương hiệu luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ test cái viên pin OEM này trên cái body DJI Mini 4 Pro để xem coi là viên pin OEM này nó có phải là một cái viên pin chính hãng hay không, hoặc là ít nhất là nó xài một cái gì đó của chính hãng mà không phải là pin giả. Thì cái cách mình làm rất là đơn giản, đó là mình sử dụng cái tính năng update firmware mà mình đã từng giới thiệu ở rất là nhiều video trước để mình check nó, mà không cần phải mở viên pin ra, không cần phải tháo cái vỏ ra, vì mình biết chắc rằng những viên pin này có tháo vỏ thì cũng không tháo được, vì nó đã đổ keo 502 rồi. Chúng ta sẽ không thể tháo vỏ để xem được cái bên trong cái mạch điện. Như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái cách là check update firmware, cách rất là cơ bản luôn. Rồi đó, bây giờ nó đã thông báo là có update firmware nha anh em. Ở đoạn này vì nó update firmware rất lâu cho nên mình xin phép anh em mình được tua nhanh 2x. Và anh em có thể sử dụng cái thời gian update firmware này để anh em so sánh với cái thời gian update firmware của một viên pin zin. Lưu ý là đoạn này mình đang tua nhanh 2 lần nha, thì anh em cứ xem coi nó update firmware trong bao nhiêu phút. Và anh em nhân 2 lần lên thì anh em sẽ ra được cái thời gian update firmware của cái viên pin này. Và theo như trên màn hình anh em đang xem thì firmware hiện đang được update, tại vì phần trăm anh em thấy không, nó đang tăng lên, tức là firmware đang được đổ vào bên trong cái viên pin của chúng ta đó. Anh em có thể thấy là phần trăm đang tăng lên. Và nó có một cái điều vô cùng kỳ lạ ở cái đoạn cuối của update firmware, lát nó tới thì mình sẽ nói cho anh em biết là tại sao mình nói là nó kỳ lạ ha. Rồi đang nghe chỗ này nè anh em, 90%, thông thường 90% thì để chờ 100% đó, nó sẽ mất khoảng độ 1 phút hoặc là 30 giây gì đó, nó sẽ chuyển sang 100%, máy bay sẽ tắt và khởi động lại và quá trình update sẽ thành công. Nhưng với viên pin này ở 90%, nó vừa tắt khởi động lại xong đúng không, ở 90% này thì nó treo thêm một lần nữa, tức là sao, nó chờ update, giống như là nó update thêm một lần nữa anh em. Tại 90% này nó giống như là nó quay lại từ đầu, ban đầu update. Và phải chờ đúng một cái khoảng thời gian giống như nãy giờ mình đang chờ. Nó chạy giống như nó chạy update thêm một lần nữa vậy đó anh em. Nó đứng đơ ở 90% này rất là lâu luôn. Nó mới chuyển sang 100%, giống như là update 2 lần vậy đó. Gọi là update firmware 2 lần đó, thì nó nói gì thì nó chính xác nhất luôn á. Giống như update firmware 2 lần. Chúng ta sẽ chờ một khoảng thời gian khá là lâu. Trên thực tế mình chờ khoảng hơn 5 phút. Update firmware thông thường, update firmware nó chỉ diễn ra trong vòng khoảng 2 phút thôi. Khoảng 2 phút đối với pin zin thông thường chúng ta sẽ chờ khoảng 2 phút. Còn cái này mình chờ tới khoảng 5 phút luôn mà nó vẫn chưa có hoàn thành được update firmware. Và trong khi chờ đợi quá lâu, mình buộc phải bật quạt để làm mát cho cái con máy bay của mình. Anh em nghe tiếng ồ tiếng quạt gió không? Mình phải bật quạt làm mát. Vì nếu không làm mát thì nó sẽ quá nhiệt luôn cái con máy bay mình luôn. Vì thời gian update firmware diễn ra hết sức là lâu, tại 90% này nó treo đơ luôn. Nó không báo lỗi là update thành công hay không thành công, nhưng mà nó đơ luôn. Và cái máy mình vừa khởi động lại đúng bằng khoảng thời gian vừa chạy update firmware ban nãy, từ 70 cho tới 90%. Đó, treo đơ. Rồi, thành công đúng không? Thành công. Ok, vậy là viên pin này là viên pin thật đúng không anh em? Pin này là pin thật vì nó update firmware thành công đúng không? Đấy, sau khi update firmware thì máy nó tắt và mình sẽ khởi động lại máy để mình vào xem coi là nó có gì khác biệt không. Rồi, này là mình khởi động lại bằng tay nha, không có phải là máy tự khởi động mà khởi động lại bằng tay thôi. Rồi, ok, mọi thứ ok, không có báo lỗi non DJI battery hết, tức nghĩa là nó vẫn đang hoạt động bình thường, bay bình thường. Và có vẻ như là quá trình update firmware đã thành công rồi, đã lên được phiên bản mới rồi.
anh em mình vào check lại nè. À, mình check lại thì thật ra mình check cái này mình cũng không biết là nó là sao hết, thì mình cứ check lại là mình thấy nó vẫn bay được ok trên Mini 4 Pro. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua mình test bằng một cái body khác, mình sử dụng cái body là DJI Mini 3 cũng cùng một cái viên pin đó. Cùng một viên pin một duy nhất nha. Cái tên tên đơn vị phân phối mình xin phép được che lại vì nó có nhiều vấn đề lắm anh em. Nhiều người bảo mình đá xoáy, mình coi như mình phá chén cơm của người ta này kia kia nọ, nhưng mình không muốn vấn đề đó, mình chỉ đơn giản là mình muốn test thử coi cái viên pin này nó làm sao thôi. Dù sao thì mình cũng đã bỏ tiền ra mình mua viên pin này thì mình có quyền mình test đúng không anh em. Và cái người mà PR quảng cáo cho cái sản phẩm cho cái viên pin này nè là một người rất là quen thuộc trên Facebook và từng cà khịa mình luôn, chụp ảnh màn hình những cái bài viết của mình đăng lên, và cái người đó mình cũng xin nói tên luôn, đó chính là Châu, tên Facebook là Châu. Ảnh màn hình của mình mà bảo mình là làm pin dựng, làm pin giả, làm pin dởm gì đó thì giờ mình cũng xin nhắc tên trong video này luôn để anh em biết được rằng là cái nhân vật này nó PR, nó quảng cáo, nó bán và nó nói chuyện cũng rất là khó hiểu anh em. Bây giờ lại đang trên body của DJI Mini 3 nha, mình đã test update firmware luôn trên phiên bản firmware mới nhất là 500 của body DJI Mini 3, và nó lại thông báo update nữa. Thông thường khi mà anh em update firmware rồi trên một cái body nào đó mình không cần biết thì khi anh em gắn vào body khác nó sẽ không còn update firmware nữa. Nhưng cái này mình vừa update bên con Mini 4 xong, mình cắm lại vào con Mini 3 thì nó lại thông báo update. Và đương nhiên là mình cũng update bình thường, bấm vào update. Ở đoạn này mình cũng tua nhanh 2 lần để giảm thời gian chờ đợi. Rồi quay lại câu chuyện hồi nãy của mình nha. Người này nó quảng cáo PR sản phẩm và nói chuyện rất là mù mờ. Ba hồi thì nói là bán, ba hồi thì nói là cộng tác, ba hồi thì nói là chỉ là người quảng cáo. Nói chung là nói chuyện nghe nó vô lý vô cùng luôn, rất là vô lý luôn, nói chuyện vô lý lắm đó. Cái người bán và PR cho cái sản phẩm này nè, mình không biết có bán hay không thì mình không dám chắc, nhưng mà cứ đi đâu cũng thấy anh ta dẫn cái link Shopee, đi đâu anh cũng thấy anh ta dẫn cái link Shopee, cứ ai hỏi mua pin Mini 3 là anh ta lại vào dán cái link Shopee, dán cái link Shopee vào, dán cái link Shopee vào, và chụp cái ảnh màn hình của mình á, những cái bài mà mình từng bán pin này kia rồi đó, bắt đầu nói là mình làm pin dởm, mình làm pin giả, trong khi anh ta không hề biết gì về mình hết, không hề biết gì về pin mình hết, không hề biết một cái gì về mình hết, nhưng mà anh ta nói giống như là đúng rồi đó. Tại vì anh ta nói cho nên mình mới làm video này nè, mình bỏ tiền ra mình mua sản phẩm của anh ta mình về mình làm video nè, chứ không phải không mà mình làm chi đâu, mà mình thật ra mình cũng không muốn phá anh ta làm gì đâu. Tại vì anh ta ngay từ đầu anh ta là cà khịa mình trước, nói thẳng luôn là cà khịa mình trước đấy, cho nên là mình lỡ rồi mình chơi tới bến luôn, chứ mình cũng không có gì phải sợ hết. Và cái đoạn này mình chờ update firmware, nhưng mà anh em thấy có một điều rất là lạ, trên body mini 3 này thì update firmware nó đứng sững 70%, nó đứng hoài luôn, đứng không, anh em có làm gì nó cũng đứng đứng đơ ra, rất là lạ. Trên mini 4 thì nó đã update firmware thành công và bay bổng bình thường, còn trên mini 3 này thì nó đứng đơ ở 70% này, và khả năng là khi đứng đơ 70% này thì viên pin này nó sẽ update thất bại. Và nếu một viên pin mà nó update thất bại như thế này thì khả năng nó là một viên pin giả, và kè đấy. Thì nói chung ra thì mình nói anh em nghe là pin giả pin pha kè, ở đây mình không phải bàn về vấn đề là có nên mua hay là không, miễn sao mà nó bay được là được. Tất nhiên là ban nãy mình vừa test trên DJI Mini 4 Pro nó vẫn đang sử dụng bình thường, vẫn đang bay bình thường thì nó không có lỗi gì, anh em vẫn có thể sử dụng tiền để mua nếu như giá nó rẻ hoặc là anh em thích anh em mua. Rồi update thất bại, chuyện mà anh em mua không mua mình không có quan tâm, nhưng mình muốn chỉ cho anh em thấy được rằng pin giả bây giờ nó hay, nó xịn đến cỡ nào nha, nó có cả luôn update firmware này kia rất là đỉnh luôn đó anh em thấy không. Battery update firmware thất bại, nhưng thất bại vào vẫn bay được. Nó lạ ở chỗ là những cái phiên bản pin giả trước đây á, update firmware thất bại anh em vào nó sẽ không thể bay được, nó sẽ hiện không 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 hết, anh em phải buộc tắt máy và khởi động lại. Còn cái này nó update thất bại, máy không tắt, không cần khởi động lại và vẫn bay được. Và sau đó anh em bấm vào check firmware thì anh em sẽ không thể update firmware được nữa. Nhưng mà anh em tắt máy khởi động lại thì nó sẽ báo update tiếp nha anh em. Tắt máy khởi động lại nó sẽ báo update tiếp. Còn
khi mà update thất bại như thế này thì anh em sẽ không có thể nào làm gì thêm được nữa. Và mình đã sử dụng cái phần mềm chuyên dụng sửa bin của mình để mình đọc thông tin của viên pin này, và kết quả cho ra là 100% viên pin này là một viên pin giả, một viên pin fake. Nhưng mà cái công nghệ của nó đỉnh hơn, nó xịn hơn cái phiên bản trước đây, nó vượt qua xác thực của DJI hay hơn. Nó đã vượt qua được cái phiên bản mới nhất là 600 của Mini 4 Pro và 500 của Mini 3. Còn Mini 3 Pro phiên bản firmware 900 mới nhất thì mình chưa có cơ hội để test. Và mình nghĩ khả năng là phiên bản 900 nó sẽ bị fix. Rồi, đây là những cái mà chuyên môn của mình nói cho anh em nghe sơ sơ ha. Nó, con chip này nó đã được unseal. Unseal nhưng thực tế là unseal giả, chúng ta sẽ không thể truy cập vào được bên trong cái bộ nhớ của con chip. Không thể truy cập vào được bộ nhớ của con chip nha. Mặc dù nó hiện lên thông báo con chip này đã được unseal, nhưng là unseal giả thôi, chỉ là cái lệnh ra để báo cho cái hệ thống biết là nó đã unseal, nhưng thực tế là nó không có gì cả, nó không có bộ nhớ, không có gì hết. Và anh em sẽ không thể sử dụng phần mềm chỉnh sửa pin để anh em can thiệp vào. Mà nếu không sử dụng được phần mềm chỉnh sửa pin để can thiệp vào thì cục pin này khi hư hỏng thì anh em sẽ chọi sọt rác. Ngoài cách chọi sọt rác ra không còn cách nào khác, vì không sửa được. Và nếu không chọi sọt rác thì sao? Thì lừa người khác, kiếm người nào đó ngu ngu, khờ khờ, hay là không hiểu biết về công nghệ, lừa bán cho người ta, gỡ lại tiền. Đó là cái vòng lẩn quẩn của pin giả là vậy đó. Lừa người khác, nếu biết mình đã bị lừa thì tìm cách lừa người khác, gỡ lại tiền. Và cái người bị lừa xong lại đem lừa người khác, gỡ lại tiền. Và những dòng lẩn quẩn nó cứ đi mãi không bao giờ thoát ra được. Vì đơn giản, nó không thể sửa được. Nó là một cục pin giả thì làm sao sửa được. Còn pin hãng thì người ta vẫn có cách ta sửa hết. Còn pin giả thì bó tay, không cách nào sửa được. Rồi bây giờ mình lấy cái mã SN của nó, cái mã serial number của cục pin này, mình lấy mình đưa vào trang web của DJI chính thức để mình check xem cái bảo hành hay là cái thông số của nó thì sao. Và khi mình check, đây là một cục pin hãng, có mã, có số đàng hoàng, nhưng nó đã hết date rồi. Nó đã out of date, out of warranty, tức là nó đã hết bảo hành rồi. Hết bảo hành thì nếu mà đang xài cục pin này mà rụng cái bụp thì đương nhiên hãng nó cũng từ chối bảo hành luôn. Và đây là cái ROM, cái bộ nhớ mình rít ra, trống hoàn toàn, không có thông tin gì hết, viên pin hết bảo hành. Sao nhờ? Giờ làm sao ta? Pin chết thì hết bảo hành, ROM rít ra thì trống, không can thiệp được vào chỉnh sửa, không làm gì được hết. Pin này đắt, rất là mới luôn. Pin này là đắt của nó, mình mua là năm 2024 ở bên shop đó, 2024. Theo lý thuyết là nó phải còn bảo hành, nhưng mà thực tế là không có bảo hành. Và mình thử mình check chuyên sâu hơn, mình check cái mã SN ẩn của cái viên pin này. Đây là mã SN ẩn. Và mình cũng check trên trang web của hãng để xem coi là cái sự thật của nó làm sao. Mình tìm cách mình khai thác tối đa để mình xem coi có cách nào gỡ gạt được không. Thì mình check cái mã SN ẩn này là một cái viên pin chưa kích hoạt. Đây là mã SN ẩn, không có hiện lên trên, để anh em xem, phải có những phần mềm chuyên dụng anh em mới xem được. Thì một viên pin, một cái mã SN chưa kích hoạt. Sao nhỉ? Rồi bây giờ mình thử update firmware bằng phần mềm chuyên dụng của mình để update firmware nó, để xem coi là nó có update được bằng cái phần mềm rời bên ngoài, không phải là máy bay không. Thì khi mình bấm update firmware xong một phát thì nó treo cái phần mềm của mình. Đây là update firmware rời nha anh em. Nó treo phần mềm. Nhưng mà treo không treo thì thật ra cũng không phải vấn đề quan trọng. Quan trọng là nó có update thành công hay không. Nếu mình update thành công bằng phần mềm rời, có thể chúng ta sẽ có cách để chúng ta sửa được nó trong tương lai. Nếu như mình nó bị lỗi, bị hư, bị hỏng gì đó, chúng ta sẽ có cách để sửa được. Nhưng mà đỉnh cao của viên pin fake, viên pin giả năm 2024 này là gì anh em biết không? Nó cho update firmware, update thành công. Update thành công luôn, nhưng update cũng như chưa update.
Tức là update xong rồi thì mọi thứ vẫn y xì như vậy, không có gì thay đổi hết. Tức là nó cũng nhận dữ liệu update truyền từ bên ngoài vào, nó để đó xong rồi. Sau khi hoàn tất thì nó xóa cái dữ liệu đó đi. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi để bây giờ mình update thành công rồi đó anh em. Mình bấm tạm dừng mà update thành công rồi đó. Rồi giờ mình thử mình update lại thêm một lần nữa. Nó báo update thành công rồi. Update thành công luôn. Rồi giờ mình thử update thêm một lần nữa coi nó có gì khác biệt không. Thì thật sự là sau bao nhiêu lần update thì nó vẫn trơ trơ y như ban đầu, không có gì khác biệt hết anh em, update như chưa từng update. Và mình tới lúc này mình xin khẳng định là rằng cục pin này là cục pin fake, cục pin giả 100%, và anh em thích anh em cứ việc mua, anh em có tiền anh em cứ việc mua, anh em tin tưởng anh em là fan của cái nhà phân phối này, anh em cứ việc mua, mình không bao giờ nói là anh em không nên mua. Nhưng mà anh em phải biết rằng pin giả, vòng đời của pin giả nó sẽ như thế nào khi nó không thể sửa được. Và khi nó bị khóa, bị chặn rồi thì anh em biết là anh em sẽ phải làm gì với nó. Mà pin giả mình cũng đã từng nói rồi, nó chẳng có chức năng gì ngoài trừ chức năng đánh lừa máy bay, đánh lừa thiết bị để cho nó sử dụng thôi. Và mạch điện nó thiết kế thì cũng ối gì luôn, làm quá nhiều video về nó rồi, không cần phải nói nhiều về nó nữa. Và đơn vị phân phối này thì mình xin phép là mình không không nói đơn vị phân phối này là ai, mình chỉ nói cái người đã PR, đã quảng cáo cho sản phẩm này thôi. Mình đã nói ở giữa video rồi, anh em xem video từ nãy đến giờ anh em chắc cũng thấy rồi, không cần nói nhiều nữa đấy. Tại vì có lửa mới có khói, hơn không mình cũng không có nói gì đụng chạm đâu, mình chỉ nói là pin giả vậy thôi, pin giả bán Shopee vậy thôi, mình cũng chẳng có nói đơn vị nào phân phối, đơn vị nào bán hết trơn. Nhưng mà anh ta ngứa đúng chọc ngay đúng cái chỗ anh ta ngứa, cái anh ta quay cắn mình dữ lắm, cắn mình luôn, làm mình ghê lắm, làm dữ dằn lắm luôn. Thì bây giờ mình xin phép mình trả lại, mình trả lại cho những gì mà anh ta đã từng nói. Đồ của anh ta rất là xịn, rất là ngon, rất là đỉnh này kia. Ok thì đó, mình bóc trần ra đó, anh em thấy anh em thích thì anh cứ mua, cứ việc mua và sử dụng, mình không có cản nha. Cứ mua, nói chung nó mua về người ta biết, người ta bán ra nó xài được thì người ta mới bán, chứ không phải không bán một cái đồ không xài được thì không ai bán làm gì. Nó vẫn xài được, nhưng mà về tương lai thì nó sẽ như vậy đó anh em. Về tương lai pin giả nó sẽ như thế, như thế, như thế và như thế. Và khi mà nó bị hãng fix một lần nữa để xong, anh em tự chịu, mình không có ý kiến gì hết, để nhận thế thôi đó. Rồi xong, update thành công. Nếu thành công rồi thì cũng cũng như chưa update, mình thử mình read những cái thông số này kia được coi, thì nó không có gì khác luôn đó anh em thấy không. Cứ unknown chip, các lệnh của phần mềm ghi vào nó đều báo lỗi hết, tất cả các lệnh ghi vào đều báo lỗi hết. Anh em coi đến lúc mình read thử cái dữ liệu này nè, cái dữ liệu này là dữ liệu mình hay chỉnh sửa dung lượng để mình thay cell rồi đó anh em thấy nó read ra cái gì vậy, nó read ra cái gì vậy anh em, không hiểu một cái thông số gì luôn, không hiểu một cái thông số gì luôn. Mà tốc độ read này anh em thấy không, tốc độ read kinh khủng khiếp luôn. Bình thường nếu mà con chip hãng nó phản hồi không có nhanh vậy đâu, nó phản hồi chậm lắm, còn chip này nó phản hồi nhanh, cực kỳ nhanh, và những thông số read ra thì chẳng có thông số nào hiểu được. Rồi bye anh em.